Trải nghiệm công nghệ màn hình Nano Crystal cho màu sắc trung thực, thu hút mọi ánh nhìn, hình ảnh sáng đẹp hơn, có chiều sâu hơn và sống động hơn bao giờ hết. Một tuyệt tác công nghệ mới từ Samsung TV SUHD, hơn cả những gì bạn thấy. TV SUHD là kết hợp đỉnh cao của độ phân giải UHD và các công nghệ độc quyền mới nhất của Samsung. Nổi bật là công nghệ Nano Crystal, tái tạo hình ảnh chính xác tới từng chi tiết, cùng màu sắc sống động, chân thật, cho bạn một trải nghiệm hình ảnh trên màn hình TV tuyệt vời chưa từng thấy. Công nghệ Peak Illuminator tối ưu hóa sử dụng điện năng thông qua việc giảm năng lượng từ vùng tối để tăng cường hiển thị vùng sáng cho độ tương phản hình ảnh như thật. Với màn hình UHD 4K cho hình ảnh rõ nét và chi tiết gấp 4 lần so với chuẩn Full HD. Công nghệ tái tạo hình ảnh thông minh giúp tái hiện hình ảnh trung thực đến kinh ngạc tới từng chi tiết và màu sắc. Màn hình cong hoàn hảo cho mọi góc nhìn. Kết hợp cùng công nghệ tăng độ sâu ảnh tự động trên mọi đối tượng xuất hiện trên TV, tạo cảm giác chân thật trên từng khung hình. Tất cả tinh hoa công nghệ hòa quyện với nhau mang đến những hình ảnh chân thật sống động, giàu màu sắc với độ sáng và tương phản tối ưu đầy cuốn hút. Hình ảnh trên TV SUHD chính là một tuyệt tác. TV SUHD hơn cả những gì bạn thấy. TV SUHD được thiết kế không chỉ để xem mà còn sống cùng bạn. Màn hình cong thanh nhã với thiết kế viền khung tranh vát cạnh được mạ chrome, nhẹ nhàng bắt sáng, thật tinh tế và sang trọng. Thiết kế lượng sóng kim loại ở mặt sau TV GS9000 càng tôn dáng cong mềm mại và cuốn hút mọi ánh nhìn. Hình dáng thanh lịch cùng độ mỏng hài hòa với mọi không gian nội thất. Chân đế được thiết kế theo trào lưu nội thất thời thượng, cho tổng thể chiếc TV vô cùng nhẹ nhàng thanh thoát. Và khi treo lên tường, nó chính là một tác phẩm nghệ thuật. TV SUHD là một sự phối hợp đồng điệu hoàn hảo giữa công nghệ và thiết kế đỉnh cao, không chỉ tô điểm cho ngôi nhà qua ánh nhìn mà còn là những cảm xúc thật sự khó phai. TV SUHD hơn cả những gì bạn thấy. Với một chiếc TV, sự tương tác dễ dàng và thuận tiện luôn là một thách thức. Với hệ điều hành mới Tizen, Samsung tự tin mang đến cho bạn một trải nghiệm TV thông minh hoàn toàn vượt trội. Giao diện tinh giản, trực quan dễ sử dụng hơn bao giờ hết. Khả năng kết nối mạnh mẽ với các thiết bị di động thật nhanh và đơn giản. Tận hưởng nội dung đa dạng, phong phú, cùng hỗ trợ xem phim trực tuyến qua giao diện thông minh Smart Hub. Khám phá những điều mới lạ hay trải nghiệm lại những nội dung yêu thích thật dễ dàng hơn bao giờ hết. My Content thể hiện trực quan những nội dung từ các thiết bị được kết nối. Apps giúp bạn có thể truy cập ngay lập tức những ứng dụng đang có, đồng thời gợi ý những ứng dụng bạn có thể muốn sử dụng. Tizen cho bạn kết nối vô tận với thế giới xung quanh. Qua công nghệ kết nối nhanh, việc chia sẻ các nội dung trên TV sang điện thoại và từ điện thoại sang TV dễ dàng hơn bao giờ hết. Với các games được hỗ trợ, bạn có thể sử dụng ngay chiếc điện thoại của mình để điều khiển games. Thiết kế tinh tế của Tizen mang đến cho bạn một trải nghiệm thật tiện lợi và hiện đại, càng tuyệt vời hơn trên TV SUHD, hơn cả những gì bạn thấy.
nâng tầm trải nghiệm TV với chất lượng âm thanh vượt trội. Thiết kế loa công vô cùng độc đáo. Tương thích hoàn toàn với TV Samsung. Đắm chìm trong trải nghiệm âm thanh vòm bất tận. Tích hợp hệ thống âm thanh 9.1 kênh với loa trung tâm và các loa bên. Kết nối không dây đơn giản và tiện lợi. Kết nối không dây với TV thông qua Bluetooth. Điều khiển âm nhạc thông qua Wi-Fi. Hệ thống âm thanh vòm không dây đẳng cấp. Loa công Samsung. Thiết kế hoàn hảo. Âm thanh đỉnh cao.